chào các bạn, chào các bạn đến với channel của Thiết Kế Tín Nghiệm, công ty Thiết Bị Hoàng Kiên. Nằm trên tay cho các bạn là kính hiển vi MKT969 ha, kết hợp với camera CKV952 đi với màn hình MKT-10 LCD, MKT-10 rất sắc nét. Các bạn có thể thao tác được rất nhiều các cái chức năng trên đây, thì máy linh hoạt kết nối với HDMI và VGA, cũng như là các cổng kết nối hoa sen cũ này, hoặc là mở TV các bạn thì nhờ anten PC đó. Là tốt cho tính hiển vi này. MKT969 hệ đèn LED. Rồi các bạn, đó, màn hình thì rất là nét. Màn hình này nó có cái độ linh hoạt rất là cao, thì chúng ta có thể đọc ở góc các cái góc cạnh, thì nó có cái size nhỏ các bạn, 13 inch. Thì nó phù hợp tiết kiệm diện tích cho các nhà máy cũng như là sửa chữa hay là so sánh kim hoàn. Ngoài ra nó sẽ option cho chúng ta những cái phụ kiện rất là tốt như thế này. Đó. Nguồn và móc đây các bạn, các loại dây HDMI, và điều quan trọng là nó sẽ bao gồm một cái trục các bạn, sẽ có cái dây này. Đây là một cái giá để các bạn có thể kết nối vào thân kính luôn, và chúng ta treo cái màn hình lên đây, và nếu chúng ta muốn đặt tại bàn thì nó cũng có giải pháp chân đế ở đây các bạn, rất là hay. Cái màn hình này nó có thể sử dụng cho cái nhu cầu giải trí, cắm USB. Đấy, có lỗ cắm USB cho chúng ta, rất là hay các bạn.